Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dio Mio. Như các bạn đã biết thì mùa thứ tư của series phim đình đám The Boys đã tung ra trailer chính thức với sự xuất hiện của một nhân vật hoàn toàn mới do nam diễn viên Jeffrey Dean Morgan thủ vai. Nhân vật này được cho là Joe Kessler hay Monkey, một đồng minh thân cận của biệt đội chống xuyên hùng The Boys. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về nhân vật này nhé. khi phần trình video xin phép cho mình quảng cáo một chút đó chính là nếu những bạn cần những cỗ máy PC cực khỏe, cực mạnh để chiến tại game bom tấn trong thời gian tới như là GTA 6 thì đừng quên tham khảo những bộ PC đang có tại HyperBox PC thương hiệu PC gaming build sẵn được vận hành bởi techspace vn đang có rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn dành riêng cho những fan đăng ký kênh Diomio. Còn bây giờ bắt đầu phần chính video thôi. Đầu tiên hãy cùng chúng mình đến phiên bản manky trong phim do nam diễn viên Jeffrey thủ vai. Qua chuyên lời một thứ tư của The Boys, chúng ta đã thấy được nhân vật này nói rằng cả thế giới sắp bùng cháy và họ cần những người như Billy Butcher trước khi các siêu nhân nhốt họ vào trong trại tập trung. Điều này có thể khiến nhiều khán giả nghĩ rằng Monkey là một người căm ghét siêu nhân như Billy Butcher và sẽ trở thành một đồng minh đắc lực của nhóm The Boys trong mùa thứ tư. Thế nhưng, theo nguồn tin từ fanpage The Boys có tên là Watch HQ thì Monkey là một nhân vật hoàn toàn khác. Theo một hình ảnh mà fanpage này đăng lên Instagram hồi cuối năm ngoái Thì Billy Butcher và Monkey được ghép ảnh vào một poster bộ phim kinh điển Five Club Ra mắt vào năm 1999 Trong đó, Billy được ghép vào cơ thể của nhân vật người dẫn chuyện Trong khi Monkey được ghép vào cơ thể của nhân vật Tyler Durden Ở trong bộ phim này Nếu các bạn đã xem Five Club thì biết rằng Tyler thực chất chỉ là một nhân cách trong đầu của người dẫn chuyện theo giả thuyết này, chúng ta có thể coi Monkey trong mùa thứ tư của The Boys hoàn toàn có thể là một ảo ảnh trong đầu của Billy mà anh ta đang gặp phải khi đang mắc căn bệnh hiểm nghèo khiến anh chỉ còn có, có thể sống từ 12 đến 18 tháng nữa. Đó là một số dự đoán và giả thuyết về Monkey trong mùa thứ tư của The Boys. Trong phần còn lại của video, hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhân vật này ở trong truyện tranh The Boys. Tương tự như nhân vật khác như Black Noir, Social Boy hay Victoria Newman thì Monkey trong phim có thể rất khác trong truyện nên các bạn cứ coi đây là hai phiên bản khác nhau cùng một nhân vật nhé. Monkey hay có tên thật là Joe Kessler xuất hiện lần đầu tiên trong tập truyện The Boys số thứ nhất ra mắt vào năm 2006. Biệt danh Monkey của Joe bắt nguồn trong một nhiệm vụ giữa hắn và Billy Butcher nhiều năm về trước. Theo Billy thì cả hai đến gặp Doc Peculiar, một siêu nhân điều hành đường dây mại dâm cho những siêu nhân khác. Tại đây, Joe đã bị những con khỉ màu xanh lá cây của Doc lao vào người. Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó khi những con khỉ này bắt đầu ôm lấy đầu của Joe và chúng ta có thể đoán điều gì xảy ra. Điều này khiến Billy Butcher cười ngặt nghẽo trong khi Doc đứng như trời trồng phải mất một lúc sau đó thì billy mới có thể gỡ hai con khỉ khỏi joe sự việc này khiến billy butcher bắt đầu gọi joe biệt danh monkey trong khi doc đúc hẳn bức tượng về joe và những con khỉ trưng bày nó ở giữa nhà riêng của mình monkey thường xuyên bị billy butcher bắt nạt và lên gối vào giữa háng hành động này của billy được monkey cho là nguyên nhân khiến hắn bị yếu sinh lý mặc dù yếu sinh lý nhưng monkey lại là một gã biến thái có hứng thú với những người phụ nữ khuyết tật hắn cũng là một kẻ nhút nhát và thường bỏ chạy mỗi khi nhìn thấy tên billy butcher trong tập truyện The Boys tối thứ nhất, Billy Butcher đã dùng máy tính của Monkey và phát hiện ra Hughie, người mới mất đi cô bạn gái dưới tay Adrian, gã siêu nhân sở hữu siêu tốc độ của nhóm siêu nhân số 1 nước Mỹ là The Seven. Nhờ vậy, Billy quyết tâm chiêu mộ Hughie và biệt đội chống siêu nhân The Boys ngay sau đó. Trong một phi vụ sau đó, Monkey đã đến Nga để hỗ trợ nhóm The Boys. Tuy nhiên, hắn có đến đây vì một đại hội thể thao của những phụ nữ khuyết tật đang tổ chức tại đây và một kẻ như hắn sẽ không thể bỏ lỡ nhiệm vụ này. Trong sự việc này, chúng ta được biết rằng Monkey là đặc vụ của CIA và là trợ lý của giám đốc CIA Susan Rainer, người giao những nhiệm vụ cho nhóm The Boys. Trong khi nhóm The Boys đang làm nhiệm vụ, Susan Rainer đã khiến cho Monkey hủy nhiệm vụ này. Monkey đã báo cho Billy Butcher biết điều này, nhưng Billy gạt đi và từ chối yêu cầu của Susan. Trong một cuộc gặp gỡ giữa Billy Butcher và Susan Rainer sau đó, Billy đã bắt Monkey phải đứng ngoài quán cà phê để canh chừng chú chó Terror của anh. Tuy nhiên, Billy Butcher đánh hơi rằng có một điều gì đó mờ ám sau nhiệm vụ mà Susan Rainer giao ra cho nhóm The Boys nên đã âm mưu đánh cắp ổ cứng của Manky. Trong một buổi tối nọ, Manky mở cửa sổ nhìn xuống dưới thì thấy một cô gái nóng bỏng ngồi xe lăn đã gạo gẫm mình. Thực chất, cô gái này chính là đòn đánh lạc hướng của Billy Butcher nhằm đánh cắp ổ cứng của Manky. phản khi cô gái này đứng dậy và rời đi thì Manky mới nhận ra rằng hắn đã mắc bẫy và ổ cứng máy tính của hắn đã không cánh mà bay. Nhờ có chiếc ổ cứng này, Billy Butcher phát hiện ra sự thật về nhiệm vụ điều tra học viện siêu nhân Godokin của nhóm The Boys. Nếu các bạn đã xem series ngoại truyện Gen V của The Boys thì hẳn không còn xa lạ với ngôi trường này. Số là trước đó, một siêu nhân của học viện Godokin là Silver Kincaid đã liên lạc với giám đốc CIA Susan Rainer để tố cáo những hành vi của hiệu trưởng Godokin. Tuy nhiên, Susan đã không làm gì với Godokin và phải đến ghi biệt độ chống siêu nhân The Boys trở lại cô mới chính thức giao nhiệm vụ này cho họ, khiến Newey suýt nữa mất mạng trong quá trình đột nhập vào học viện Godokin. Điều này khiến Billy bất mãn và đe dọa Susan. Nếu cô còn làm vậy thì anh ta sẽ đến và xử lý cả gia đình của cô một thời gian ngắn sau đó, manki xuất hiện ở trụ sở của The Boys với một nụ cười rạng rỡ trên môi hắn. thì ra, manki được cân nhắc trở thành giám đốc mới của CIA sau khi xếp hóa là Susan nộp đơn từ chức. điều này khiến hắn bắt đầu điều tra về báo cáo tài chính của CIA có liên quan đến hoạt động của nhóm The Boys. hắn cười một cách tự mãn vì dấu có thể nắm thoát những hoạt động của Billy Watcher và nhóm The Boys một cách dễ dàng. tại trụ sở của The Boys, khi ép họ phải kê khai những báo cáo tài chính như một cách để trả thù Billy vì những gì anh ta đã làm với hắn trong quá khứ. Thế nhưng, trong một bữa tiệc của những quan chức cấp cao sau đó, Mankey đã không kiềm chế nổi và dở trò với nữ vận động viên khuyết tật Nikki Brand. Trước những lời nói của Mankey, Nikki giận dữ và ra đòn liên tiếp tấn công hắn, khiến hắn bất tỉnh. Tuy nhiên, Billy Butcher đã có mặt kịp thời, anh đã đưa hắn khỏi phòng của Nikki rồi lột trần vào tròi hắn lên một chiếc giường. Tại đây, Billy đã ép Mankey không ép bọn họ kê khai những báo cáo tài chính cũng như chọc giận họ nữa. Sau khi đe dọa Mankey, Billy ra lệnh cho chú chó Terror thích làm gì với Mankey thì làm. Và một lần nữa, chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra. Trong cuối bộ truyện The Boys, khi biệt đội The Boys và quân đội Mỹ tiêu diệt được Homelander và những siêu nhân nổi dậy, Manki đã gọi cho Huey và thông báo về việc giải tán biệt đội chống siêu nhân The Boys. Tuy nhiên, Huey đã đe dọa Manki và nói rằng hắn sẽ không bao giờ thành giám đốc mới của CIA vì những sự việc đã xảy ra giữa hắn và hai con khỉ của Doc, hai chú chó Terror của Billy trong buổi tiệc hôm nọ. Lời đe dọa của Huey đã khiến Manki buộc phải nghe theo những yêu cầu của anh sau khi bị Hughie đe dọa, Mankey đã gọi cho Hughie kể về cuộc chiến giữa quân đội Mỹ với những siêu nhân trong cuộc nổi dậy của Homelander. Theo Mankey, thì Billy Butcher đã cung cấp cho Suren Rainer một thứ vũ khí có thể làm nổ tung đầu của những siêu nhân như cách mà Billy đã làm nổ tung đầu của hàng loạt siêu nhân trong nhiệm vụ ở nga ngày nào. nhờ loại vũ khí này, mà lực lượng không quân Mỹ có thể dùng những chiếc chiến đấu cơ và làm những siêu nhân đang bay lượn trên bầu trời nổ tung một cách nhanh gọn lẹ. Trong một ngoại truyện của The Boys là The Boys Dear Becky ra mắt vào năm 2020 thì chúng ta đã biết rằng cuộc sống của Manky nhiều năm sau những dự kiện trong The Boys. Hắn đã rời khỏi CIA và lập ra một công ty tư vấn mang tên mình. Sau khi nhận được cuốn nhật ký của Billy Butcher mà không biết rằng ai đã gửi cho mình, Hughie đã đến gặp Manky. Trong căn phòng của mình, Manky loại trừ mọi phương án và nói cho Hughie rằng cựu giám đốc CIA Susan Rainer chính là kẻ đã gửi cho Hughie cuốn nhật ký này. Nếu các bạn đang có nhu cầu mua một chiếc tai nghe gọn nhẹ với nhu cầu chơi các thể loại game hành động, nghe nhạc bass, nhạc quẩy thì đừng quên ghé Techspace Việt Nam để sắm ngay cho mình một chiếc Asus Central Core 2. Đường link thì mình sẽ để ở phần dưới mô tả cùng mã giảm giá hấp dẫn nhân dịp Back to School. Và đó là toàn bộ câu chuyện về Monkey ở trong comic. Đây có thể là một đấu minh mới của Billy Butcher và biệt đội chiếu siêu nhân The Boys trong mùa thứ tư của The Boys sắp tới hay không. Hay đây cũng chỉ là một phiên bản nhân cách khác của Billy Butcher sau một thời gian chơi hợp chất vi và bị ảnh hưởng tới não bộ. Vậy thì dự đoán các bạn như thế nào? Đừng quên comment phía bên dưới cho mình biết nhé Và cảm nhận của các bạn thế nào về nhân vật này Cũng như các bạn muốn mình làm về nhân vật tiếp theo ở trong The Boys Hay sự kiện gì liên quan đến bộ chuyện này như thế nào? Đừng quên comment phía bên dưới Cũng như đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Điều Miêu để ủng hộ mình Đón chờ video tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Rất sớm thôi